Có trái bưởi to anh chị. Wow, khá lớn luôn nha. Đó. Hôm nay là chú Tư nha. Chú Tư cũng ngoài 85 tuổi rồi. Đó. Có gọi cho em gửi bán một cái lô đất. Trên đất của mình là có sẵn một vườn bưởi rồi nha anh chị. Đây, đang cho thu hoạch nha. Mấy bữa nay là em đi ngoài đi ngoài trời nên là bệnh luôn á chị. À, mấy bữa nay quay gần nhà nên là em đi xe máy nên là bệnh luôn à. Cảm luôn rồi. Anh chị thấy không? Nguyên một vườn bưởi luôn nè. À, thì chú Tư có gửi cho em một cái lô đất là nằm ngay tọa lạc xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức ha, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. À, đặc biệt là vị trí của mình là gần đồi cừu anh chị. À, ngay đồi cừu đây là cũng khá là nổi tiếng ha. À, một cái điểm du lịch đồi cừu này, và đặc biệt là gần khu công nghiệp Sona Đời Di luôn nha anh chị. Đồi cừu thì đâu đó khoảng tầm là 700-800 mét thôi, còn khu công nghiệp Sona Đời Di là khoảng tầm là 1 km anh chị. Rất là gần luôn, sát với lại đường Phước Tân Hội Bài ha. Nằm ngay trung tâm của xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì nói chung là chú Tư là hiện tại là không có khả năng làm nữa nè. Nói chung là bây giờ là cũng lớn tuổi rồi, và chú muốn bán cái vườn trái cây này đi để lấy một ít tiền cho con ha. Là chú Tư đây nè. À, chú Tư đang đi ra nè. Dạ con đi đường này chú. Là chú để lại hết cái vườn bưởi này chú ha. Không, cũng là nó năm trời nay. Dạ, thì đó trên đất phía bên mình là nó có hàng bưởi phía bên này nè. Dạ 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 con thấy rồi. Dạ. Ở đây bưởi này nó tốt quá chú ha. 5 miệng nhưng mà 3 miệng ngoi để lại đó. Dạ dạ. Là nói chung là bán hai miếng là liền kề luôn. Là mỗi miếng mỗi xào á. Dạ. Mỗi miếng mỗi xào chú ha. Đúng rồi. Dạ dạ. Ở đây đất này tốt quá chú ha. Đất tốt phải bự không. Có sẵn cái hệ thống bét này nè. Đây. Đâu con ở trong này chứ. Đây có sẵn hệ thống bét này. Dạ rồi được rồi, để con coi là cái gì con alo chú nha. Có khách cái gì con alo cho chú Tư nha. Dạ dạ rồi chú về chú nha. Dạ dạ. Ok chú, thì giá cả thì con cũng chào giá mong muốn của chú là 1.4 tỷ một xào. 2 xào là 2.8 tỷ, mà có gì khách làm việc với chú nha. Dạ dạ. Ok, có gì con điện cho chú nha. Rồi, ok ok chú. Dạ có gì con sẽ làm việc, có khách con sẽ alo chú. Thì anh chị cũng đã nghe ha. Nói chung là chú Tư năm nay cũng ngoài 85 tuổi rồi ha. Thì cũng mong muốn nghỉ dưỡng anh chị. Nói chung là muốn về với con ha. Rồi không có hoạt động thêm nữa đó. Nên là bán ha. Trên đất của mình là có sẵn hệ thống bét rồi nha anh chị. Đây. Bét là đi quanh đất luôn nha. Điện nước đầy đủ hết rồi. Kế bên nhà của chú luôn. Em xin tóm tắt thông tin cơ bản của cái vị trí của mình. Thì tọa lạc tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 2.000 m², là 2 sổ nha anh chị, mỗi sổ mỗi 1.000. À, thì bám mặt tiền đường nhựa đây là 25 m nha. À, 25 m này. À, đường sắp lên nhựa nha anh chị. À, sâu vào trong đây là 82 m. À, 2 sổ nha. Chủ bán liền kề nhau nha anh chị. À, bán 2 sổ không có bán lẻ nha. À, thì một sổ là bán 1.4 tỷ, 2 sổ là 2.8 tỷ. Bây giờ em sẽ quay ra đường đá cho anh chị xem ha. Đây. Đường này thì nói chung là hai ô tô né nhau thoải mái luôn nha anh chị. Đất của mình là quay về hướng bắc, lệch nhẹ về đông ha. Chốt alo anh nha, anh kiếm tí lọc nha. Đất này là đất của chú hồi xưa giờ luôn nha anh chị. Đây. À, quá đẹp luôn nha anh chị. Bên này là đang làm cái cầu luôn nha. Phía bên này là đang có một cái cầu đang làm, tí nữa em sẽ quay ra cho anh chị xem. Còn đường đây ra đường nhựa này. À, cách đường nhựa thì đâu đó khoảng tầm là hơn 100 m thôi. Tí nữa em sẽ quay ra cho anh chị xem. Thì ở đây. Ok, có gì alo anh nha. Cái chốt báo anh để anh tới anh kiếm tí lọc nha. Ok, có chứ sao không có. Ăn thua là cái chốt hay không thôi chứ. Có luôn. Đây chị, cây dừa chút xíu à.
cái dừa này nó thấp đây, đó này con tầm tay của em này, chưa với tới nè, đó rất là nhiều trái luôn nha. Đây, đối diện mình là có biệt thự rất là đẹp luôn, đây ở biệt thự hai lớn luôn. Đường này là sắp lên nhựa nha, đường này theo em nghĩ nó khoảng tầm là hơn 6 mét, đường hai ô tô né nhau được. Và đây là căn nhà đối diện lô đất mình, thì em chỉ lại mấy ranh này, đây, từ cái mấy ranh ngay cây dừa này bám mặt tiền qua đây là 25 mét nha anh chị, tới đây 25 mét. Đây, sâu vào trong là 82 mét. Đất của mình là đất cây lâu năm chưa lên thổ cư nha anh chị, thì anh chị có thể về làm vườn trồng cây ăn trái hoặc là mua để dành ha. Khi phủ hồng thì mình là xây dựng ha. Hiện tại thì mình có thể làm nhà tiền chế rồi các thứ cũng khá là ok. Ở đây thì có hệ thống nước hết nè, nước chảy đây. Đây hệ thống nước chảy này. Bên này là đang làm cái cầu chuẩn bị thông luôn nha anh chị. Thông qua phía bên kia là đường suối Nghệ Lăng Lớn nha anh chị. Đó, phía bên kia sẵn suối Nghệ Lăng Lớn này. Đó, đang làm cái cầu khá là to luôn nha. Đang triển khai rồi anh chị. Đó, đây là cái cảm cầu này. Cái cầu này nó băng qua đường suối Nghệ Lăng Lớn luôn. Mình là sát với đường Phước Tăng Hội Bà nha anh chị. Đó, tí nữa em sẽ quay ra đường Phước Tăng Hội Bà cho anh chị xem. Mình là gần đồi cừu này. Gần khu nghiệp Sona De Di. Đây cái cầu làm cái cầu khá to băng qua bên kia luôn, đang làm nha. Khi mà thông vào vị trí mình cực kỳ đẹp luôn. Đó, hiện tại chú có 3 lô liền kề đây luôn. Là tổng là 5 lô của chú nhưng mà chú bán chỉ có 2 lô thôi ha. Thì anh chị quan tâm thì làm việc trực tiếp với chủ nhà luôn. Đó, làm việc trực tiếp với chú Tư luôn. Mình sát với đường bàn cờ của số 14 đó anh chị, để em quay ra cho anh chị xem ha. Đây, đối diện căn nhà của mình là vườn bưởi đây nha anh chị. Bây giờ em sẽ quay ra đường số 14 cho anh chị xem. Đối diện cái biệt thự luôn. Đường này là đang lưu làn đổ đá chuẩn bị lên nhựa nha anh chị. Ở đây thì điện nước đầy đủ rồi. Đây, xe lưu làn. Ra đây khoảng tầm hơn 100 mét là tới đường số 14 rồi anh chị. Thì đường số 14 này anh chị, mình rẽ phải đây nha, là đụng khoảng tầm đi khoảng tầm là 500 mét nữa là đụng đường suối Nghệ Lăng Lớn anh chị. À, đường suối Nghệ đó là mình rẽ phải là về suối Nghệ, mà còn rẽ trái là đi về Lăng Lớn, đi về quốc lộ 51 ha, đi về thành phố Hồ Chí Minh là đi hướng này nha anh chị. Còn mình rẽ trái ra đây là đi ra đường bàn cờ của suối Nghệ anh chị. Em quay cho anh chị xem. Ra đây là khu dân cư Kính này. Mình mặt tiền đường đá thì cũng sắp lên nhựa rồi anh chị. Và đường cũng chuẩn bị thông rồi, cầu đang làm ha. Tại vì hôm nay là mưa nha. Hôm nay mưa gió này là thợ thầy này nghỉ hết. Khi mà làm xong cái cầu quá đẹp luôn chị. Nói chung chú cũng mong muốn gặp khách thiện chí, mong muốn bán nhanh. Anh chị nào mà đang tìm vị trí đất tại ngay xã Suối Nghệ, đường bàn cờ, đường này đường số 14 nha anh chị, đường bàn cờ của xã Suối Nghệ, thì inbox liền cho em. Tại vị trí của mình là gần đồi cừu này. Đây rẽ phải lên đây là đồi cừu, cách khoảng tầm 500 mét thôi. Còn lên khoảng tầm là 800-900 mét, 1 km nữa là tới khu công nghiệp Sona De Di. Đây, ra đây ngay cái đèn đỏ này là đường Phước Tăng Hội Bà anh chị, là đường liên xã, liên huyện, liên tỉnh luôn nha. Đây, ngay đèn đỏ này này là đường Phước Tăng Hội Bà nha. Thì em xin nói lại, mình đi thẳng á là mình đi vào đường bằng cờ ha, đường bằng cờ của xã Suối Nghệ. Còn mình rẽ phải đây là đi về khu công nghiệp Sona De Di nè, đi về Châu Pha, Phú Mỹ, đi về quốc lộ 51 và đi về trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh ha. Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đâu đó khoảng tầm là 80 km ha, 75 đến 80 km. Còn mình rẽ trái về đây là đi về vòng xoay Đức Mỹ này, đi về Đá Bạc và đi về Phước Tăng, Xuyên Mộc, La Ghi, Bình Thuận, đi về Hồ Tràm là đi thẳng đây anh chị. Ở đây thì tiện ích xung quanh rồi anh chị,
trường học, ủy ban, chợ, ngân hàng, rồi nhà thờ á, bán kính cũng tầm 500 mét đổ về là tiền ở xung quanh luôn, mà giá khá là hời. Tại vì ở đây đường bàn cờ đất lô ở đây ngang năm sau 20 thì nó đâu đó khoảng tầm 1.3, 1.2, 1.4 rồi anh chị, mà giá lô đất của mình giá quá là hời luôn. Đây thì kinh doanh mọi mặt hàng. Đường này nha anh chị, nếu mà rơi vào buổi sáng hoặc buổi chiều anh chị, là công nhân đi về làm rất là đông luôn nha, nhất là sáng sớm và chiều tối. Tại vì khu công nghiệp Sonaraji là một cái khu công nghiệp rất là đông công nhân và khu công nghiệp lớn nhất của huyện Châu Đức luôn anh chị. Rồi anh chị quan tâm lô đất xào thì inbox liền cho em ha. Em bây giờ em sẽ quay sổ và soi quy hoạch cho anh chị xem, cho anh chị xem vị trí ở đây luôn ha. Tòa lạc ngay xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tổng diện tích là 2.000 mét vuông, hai sổ ha. Mỗi sổ là 1.000. Hiện tại chú nói là 1.4 một sổ, hai sổ là 2.8. Sổ mình là sổ mới luôn nha anh chị. Đây hai sổ này, hai sổ liền kề luôn. Đất của mình là quay về hướng bắc lệch nhẹ về đông ha. Thì để em quay một sổ thôi, còn anh chị quan tâm thì inbox Zalo em gửi hết cho anh chị xem luôn ha. Thửa đất số là 1599 tờ bản đồ 29, địa chỉ xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Tổng diện tích là 1.000 mét vuông, hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là cây hàng năm nha anh chị. Đây. Ngang là 12 mét rưỡi, sâu là 82 mét. Để em soi quy hoạch cho anh chị xem ha. Còn sổ kia thì anh chị quan tâm inbox Zalo cho em quay cho anh chị xem ha. Tại vì hai sổ nó như nhau thôi anh chị. Đây, hai sổ liền kề luôn anh chị. Hai thửa nhưng mà em gộp lại một thửa ha. Đây, một thửa này sổ này, đây sổ này. Ngang là 25 m, sâu vào trong là 82 m này. Tổng diện tích là 2.000 m vuông, đất cây hàng năm nha. Để em cho quý anh chị xem vị trí ở đây. Ngay trung tâm luôn. Và đây là vị trí chấm đỏ của mình anh chị ha. Đi ra đây là đường Suối Nghệ Láng Lớn này. Còn phía bên này là đường số 14 ha. Đây. Đường số 14 này. Đi vào đây khoảng tầm 100 mét, hơn 100 mét là đến cái vị trí chấm đỏ của mình, là lô đất của mình ha. Đó, còn ra đây là đường bàn cờ rồi anh chị. Đường số 1, đường này là đường Phước Tân Hội Bài nha anh chị. Thì đường Phước Tân Hội Bài đây mình rẽ phải đây là đi về quốc lộ 51, đi về thành phố Hồ Chí Minh ha. Đi lên đây là đồi cừu, đây đây là đồi cừu Suối Nghệ anh chị. Đây là lô đất của mình, cách chỉ có vài trăm mét thôi. Còn lên đây một chút xíu là khu công nghiệp Sonaraji ha. Đây, khu công nghiệp Sonaraji đây. Một khu công nghiệp khá là lớn. Một cái cụm khu nghiệp khá là lớn của huyện Châu Đức ha. Đấy. Còn ở trong này thì đường bàn cờ rồi anh chị. Đường số 6, số 4, số 1, số 5. Nói chung là đường bàn cờ, đường số ha. Tất cả đường số, tiện ích ở đây. Trường học, ủy ban, nhà thờ. Thì vị trí của mình di chuyển về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì đâu đó khoảng tầm là 80 km nha anh chị. Đây. Từ đây về Hồ Chí Minh là 80 km này. Còn đi về thành phố Bà Rịa thì đâu đó khoảng tầm là 15-16 km ha. Di chuyển thẳng về biển Phước Hải, Long Hải thì khoảng tầm là 30 km. Về thành phố Vũng Tàu thì 35 km ha. Anh chị quan tâm inbox cho em ha. Cảm ơn quý chị đã xem hết video. Không quên cho em một like, một đăng ký kênh nha quý chị.